À, nhưng đức khi à, mình à, tu tập à, chung với quý à, vị, vị gì để ý thấy thí dụ như câu vật hiệu này mình niệm cũng à, không cần niệm lớn quá đâu và khi lúc mình niệm mà mình có một cái à, cái cảm giác nó giàu dạt nhất là giống như mình là một chúng sanh rất là đau khổ đang cầu cứu với Đức Phật A Di Đà để mà cứu độ mình, à, giống như mình là một chúng sanh đang đi vào con đường bế tắc, đang cầu cứu với Đức Phật A Di Đà, còn mình là một chúng sanh ở cái cõi này vô thường, mình có thể chết bất tử, không biết đi về đâu, mình thấy mình rất là đau khổ muốn cầu cứu Đức Phật A Di Đà, cái tâm đó mà quý vị niệm phật thì cái thời công phu quý vị nó cảm giác nó cực kỳ giàu dạng. Thật sự rất là giàu dạng. Hình như là mười mấy năm những đức uh, niệm Phật chưa bao giờ có được cái cảm giác đặc biệt như vậy. Cái cảm giác mà mình giàu dạng với cái bổ nguyện di Đà. Và thấy rằng là dù trong cuộc đời này mình có bao nhiêu người thân, bao nhiêu người thương nhưng cuối cùng chỉ có Đức Phật A Di Đà là điểm nương tựa bình an nhất. Điểm nương tựa vững chắc nhất. Nên chúng ta có thể sống trong cuộc đời này mình chưa cảm nhận được đâu. Có những người mình chưa cảm nhận đâu. Nhưng mình cứ cố gắng niệm Phật đi. Rồi có những lúc chúng ta sẽ bị hụt hẳn một cái gì đó và mình bị chấp ngã một cái gì đó rồi bởi vì lúc đó quý vị sẽ thấy rằng là chỉ có Đức Phật A Di Đà là điểm nương tựa cảm thấy bình an và đặc biệt nhất. Thì lúc đó cái danh hiệu Đức Phật quý vị niệm thì thật sự quý vị mới có cảm nhận và giàu dạt cái bổ nguyện Di Đà. Nên là niệm lớn niệm nhỏ gì nhưng mà phải phát sức từ tâm. Lúc niệm giống như mình à, danh hiệu của mình niệm lên giống như hòa nhập cùng với bổ nguyện. Nó tự nhiên nó có được như vậy đấy cái này nó không phải là mình mình bắt ép gì đâu quý vị nó sẽ phát sinh ra rất tự nhiên lúc đó quý vị sẽ thấy rằng là danh hiệu phật rất thù thắng thật sự rất là nhiều người chúng ta tin niệm phật đó nhưng bản thân mình chưa có được cảm giác đó đâu quý vị nó cũng có sự an lạc đó nhưng mà cái cảm giác mà giàu dạt cái bụng dưới đà đó thì đúng là cái cảm giác tuyệt vời lắm nghĩa là cái cảm giác đó là quý vị sẽ thấy là không có gì hạnh phúc bằng cái cảm giác mà khi niệm phật mà mà giàu dạt với bổ nguyện di đà và tự nhiên quý vị sẽ có cảm nhận rằng là mình nhất định sẽ được đức phật a đà tiếp dẫn về thế giới cực lạc vì lúc mình đang niệm phật giống như trong lòng của mình là con là một chúng sanh lạc lối một kẻ cùng tử lang thang con chỉ cầu sự cứu độ của ngài Mỗi ngày con điều niệm Phật Con điều cầu sự cứu độ của Ngài Và dù ngồi ở đâu niệm một câu Phật hiệu Con cũng là cầu sự cứu độ của Ngài Con chỉ có mục tiêu là Muốn về quốc độ của Ngài Có nghĩa là ngày ngày mình đều là mang tâm như vậy Để niệm Phật Chắc chắn Một ngày nào sẽ đến Tại vì chúng ta mỗi người Ai không sẽ đi đến cái ngày Chúng ta phải ra đi Khỏi cái cõi này thì bây giờ mình phải đến cái cõi nào Mà cái cõi đó là hàng ngày Mình phải thường quân tập Và mình thật sự muốn về Nó giống như Người ta muốn qua một cái nước nào đó Thì người ta phải đủ phương tiện, điều kiện Còn cái điều kiện mà mình về với Cái quốc độ cực lạc của Đức Phật A Di Đà là Thật sự cái tâm mình muốn gì Mà đã là cái tâm mình thật sự mình muốn về Cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà thì thật sự trong cái cõi này chúng ta sẽ nhẹ rất là nhiều thứ. Nhẹ rất nhiều thứ. Vì nếu như mình nặng ở cõi này thì khó thế nào. Chúng ta có được cái sự niệm Phật mà. giàu dạc với bổ nguyện của Đức Phật Ai Di là Một trăm phần trăm luôn. Nên người tu hành mình. Có khi mình gặp sự cố, mình gặp sự trở ngại. Chưa chắc là xấu. Vì lúc bình thường mình chưa gặp sự cố bản thân mình sẽ không bao giờ có được cái cảm giác giàu dạng với bổ nguyện Đức Phật A Di Đà và chúng ta thấy mình rất là được tung hô được nhiều người quý mến và bao nhiêu người bảo vệ mình chúng ta cảm thấy mình không có bị cô đơn mình không có bị khổ nên dù mình niệm Phật mình cũng niệm lơ lơ chưa có niệm bằng một cái tấm lòng mà thật sự mình muốn về thế giới cực lạc nên nếu như trong những cái hoàn cảnh như vậy mà cả cuộc đời thì kết kết cuộc cuộc đời chúng ta chỉ gieo duyên với bổ nguyện thôi chứ không thể nào chúng ta được giảng sanh về thế giới cực lạc nên khi bản thân mình thật sự mình muốn sanh cực lạc là chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp sự cố sự trở ngại sự bỏ rơi hoặc là bị những cái điều giống như mọi người đều không thể nào chấp nhận mình được. thì lúc đó thật sự bản thân mình không còn gì để lưu liếng cái cuộc đời này hết lúc đó thật sự chúng ta mới muốn niệm phật và muốn sanh cực lạc có nghĩa là nó không có xấu khi mình gặp sự trở ngại đó quý vị ạ à? Mà nó chỉ có xấu nhất là khi chúng ta gặp sự trở ngại chúng ta lại bị hụt hẳn và chúng ta lại không niệm Phật và chúng ta cảm thấy chán nản và chúng ta buồn trách con người. Thì lúc đó thật sự một trăm phần chúng ta sẽ không có cảm nhận được bổ nguyện. Nên mỗi một người mình khi mình mà mỗi ngày được niệm Phật là thật sự rất hạnh phúc quý vị. Rất là hạnh phúc.